Bạch Thế Tôn có phải ngay Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay thánh đế khổ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa thánh đế khổ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay thánh đế tập diệt đạo có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa thánh đế tập diệt đạo có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay bốn tịnh lự có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa bốn tịnh lự có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tám giải thoát có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tám giải thoát có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tám tháng xứ chín định thứ đại mười biến xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tám tháng xứ chín định thứ đại mười biến xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện Hiện, bạch thế tôn có phải ngay bốn niệm trụ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa bốn niệm trụ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện